Một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, hàng loạt các sản phẩm không đảm bảo chất lượng hay vi phạm về quảng cáo sản phẩm đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua và sử dụng. Dưới đây là những thông tin chi tiết được báo điện tử dân trí.com đăng tải nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo. Đó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe Hanumac và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe fety được quảng cáo trên một số website như hanumac.net, review so sánh.com. Có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hanumac vi phạm quy định quảng cáo. Sản phẩm này được công ty cổ phần phát triển thảo dược Việt Nam, địa chỉ A13, lô 4, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tương tự trên các website Quầy thuốc org minhanhpharmacy.com, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fety Protect, vi phạm quy định quảng cáo. Sản phẩm này do văn phòng đại diện BCins Healthcare tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Centerpoint, số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Phát hiện trà thảo mộc VNT có chất cấm, buộc thu hồi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi lô hàng thực phẩm trà thảo mộc nhãn hiệu VNT xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất sibutramin và phenolphthalein bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Trà thảo mộc VNT là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vi, địa chỉ tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định về tạm dừng lưu thông và thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo mộc VNT ngày sản xuất 20 tháng 12 năm 2018, hạn sử dụng 20 tháng 12 năm 2019. Phát hiện kẹo có chất điều trị rối loạn cương dương hàm lượng cao gấp 30 lần liều dùng hàng ngày. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết vừa nhận được thông tin cơ quan khoa học y tế Singapore cảnh báo người tiêu dùng không mua và sử dụng hai sản phẩm không an toàn Hickel và Solomon Island Soloco Tradition Candy. Hình ảnh hai sản phẩm được quảng cáo như một loại kẹo nhưng lại chứa chất điều trị rối loạn cương dương, hàm lượng gấp 30 lần điều dùng hàng ngày. Cơ quan khoa học y tế Singapore cho biết, việc sử dụng hàm lượng cao Tadalafin như vậy rất nguy hiểm và có thể gây tăng nguy cơ gặp phải các biến cố bất lợi nghiêm trọng bao gồm đau tim, đột quỵ, mất thị giác và thính giác. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra danh sách 12 sản phẩm dinh dưỡng công thức nhiễm khuẩn Salmonella pura đã được nhập về Việt Nam. Theo thông tin cảnh báo ban đầu, có 12 sản phẩm thuộc 22 lô bị cảnh báo đã nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2017 và 2018 với danh sách cụ thể như sau. Sản phẩm Modilac Expert AR1 900g Solo 118-09217-149-80957 Sản phẩm Modilac Xper AR1 900g CAM VTN Solo 99607717. Sản phẩm Modilac Xper AR2 900g Solo 308603718 269704218 93804418 150804518. Sản phẩm Modilac Xper AR2 800g Solo 258804818

sản phẩm Morilac Expert RIZ3 800g, số lô 108 700 924. Quý vị và các bạn thân mến, đóng góp to lớn của loài lợn trong y học là nội dung chính cho một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.